Sáng nay, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Hưng Yên. Những cái bắt tay và nụ cười thắm tình đồng đội của người chiến sĩ Thành cổ mỗi khi họ lại được gặp nhau. Đó cũng là lúc những khoảnh khắc một thời kề vai sát cánh, chung chiến hào với cùng một quyết tâm chiến thắng kẻ thù trong chiến dịch giải phóng miền Nam nói chung, chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu đánh chiếm, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 nói riêng, oanh liệt lại ùa về. Lúc đó, cái khí thế tuổi trẻ và cái lòng căm thù giặc phải nói biểu hiện rất sâu sắc. Trong người lúc nào cũng một khẩu súng và chỉ có một chiếc áo cọc, chiếc mũ chai mèo và hai quả lựu đạn, lúc nào cũng đề phòng nếu như kẻ địch mà bắt được mình thì mình sẽ phải bắn nó, ném nó vào một quả tự rút ra để cho mình là tự sát, không để cho địch bắt được mình. Có những ngày chúng tôi phải đánh tới 5-6-7 trận và vẫn cứ động viên nhau, có thể là mình hy sinh nhưng quyết tâm phải giữ vững trận địa. Khi nhận được lệnh tham gia chốt giữ Thành cổ Quảng Trị vượt sông Thạch Hãn sang đơn vị tôi đảm nhiệm đánh đơn vị thủy quân lục chiến của địch ngày 5 tháng 8 năm 1972 đánh khu vực nhà thờ Chibiu. Tôi đảm nhiệm B-40, khi đó được lệnh bắn vào cọc hàng rào, mở cửa hàng rào, đại đội toàn bộ dùng lựu đạn tấn công ném vào hào của địch, là địch rút chạy về khu vực nhà xăng xe, lợi dụng khu vực tường của khu vực nhà thờ Chibiu tiêu diệt chiếc xe tăng đi đầu. Khi chiếc xe tăng bốc cháy, chiếc xe tăng thứ hai lùi lại phía sau, tôi vận động theo trục nhà thờ tiếp tục tiêu diệt tiếp xe tăng thứ hai. Sau 10 năm hoạt động trên bất cứ cương vị nào, các hội viên vẫn luôn thể hiện bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng, duy trì tốt công tác quan tâm chăm lo sức khỏe của các hội viên. Quyên góp giúp đỡ được 11 hội viên xây sửa nhà với trị giá từ 30 đến 50 triệu đồng một nhà, tặng 35 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá từ 5 đến 10 triệu đồng cho các hội viên khó khăn. Tích cực tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và góp ý kiến hoàn thiện hồ sơ giúp một số chiến sĩ hưởng chế độ, tích cực tham gia hưởng ứng các đợt quyên góp ủng hộ quỹ do các cấp phát động. Trong không khí của buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản tặng hoa chúc mừng, phát biểu ghi nhận những đóng góp của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Đồng chí cũng vui mừng thông báo khái quát những thành tựu đạt được của tỉnh những năm qua và mục tiêu phương hướng trong những năm tới. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng rất mong muốn Hội Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên thì tiếp tục là ủng hộ các chủ trương phát triển kinh tế lớn của tỉnh, đồng thời đó là làm tốt công tác tuyên truyền cho các hội viên về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về truyền thống cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta, để hội viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ và niềm tự hào là người chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong tình hình mới, là tích cực tham gia tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ để tiếp bước truyền thống anh hùng, truyền thống cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, đẩy mạnh các hoạt động thương thân thương ái, giúp nhau phát triển kinh tế. Tôi tin tưởng rằng sức mạnh Việt Nam thể hiện qua chiến thắng Thành cổ Quảng Trị 1972 và đến nay tiếp tục được các chiến sĩ Thành cổ và toàn thể nhân dân Hưng Yên chuyển hóa phát triển thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với khát vọng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, làm nên những chiến thắng lịch sử mới trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sớm đưa Hưng Yên thành tỉnh mạnh trong cả nước. Trân trọng cảm ơn các đồng chí.